Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Thịnh Quân tung trailer mới, chưa gì nhân tình đã kêu trời vì Lý Thấm, Nhậm Gia Luân bị ngược tơi tạ. Bộ phim Thịnh Quân gia Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đồng chính đã tung trailer chính thức. Ngay từ khi khai máy, bộ phim Dân Quốc Thịnh Quân gia Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đồng chính đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các mọt phim. Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm của cặp đôi chính là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của bộ phim này. Mới đây, phía nhà sản xuất đã tung ra trailer chính thức của Thịnh Quân hé lộ mối tình ngọt ngược đan xen. Trong đoạn trailer ngắn được đăng tải, nữ chính Vu Đăng Đăng, Lý Thấm và nam chính Lục Viêm, Nhậm Gia Luân đã có nhiều khoảnh khắc ở cạnh nhau, thế nhưng không khó để nhận ra đấy chắc chắn sẽ là một cặp đôi lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Đặc biệt trong những cảnh ở thời cổ đại, cả Vu Đăng Đăng và Lục Viêm đều bị ngược cả thể xác lẫn tình cảm. Bên cạnh đó, diễn xuất của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tình cổ địch lệ nhiệt ba vẫn điện trai và có ánh mắt thâm tình như vậy. Trong khi đó, Lý Thấm xinh đẹp tạo ấn tượng cực lớn với khoảnh khắc mặc hỷ phục gào khóc. Bên cạnh cốt truyện hay, Thịnh Quân còn được đánh giá cao bởi hai diễn viên có ngoại hình tương xứng cũng như diễn xuất tốt. Khán giả kỳ vọng đây sẽ là bộ phim giúp Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bạo lớn khi lên sóng. Giọng Lý Thấm hay và có lực, giọng Nhậm Gia Luân thì hơi nhỏ tí nhưng có vẻ ổn hơn những phim trước đây. Trailer này chắc chỉ mới nhá hàng thôi, ít qua xem vẫn chưa cảm nhận được nhiều. Nói chung là mô típ này sẽ coi, không chuyện thể là thấy tò mò rồi. Mong kịch bản hay, diễn tốt, gánh lại phần đài từ của hai vị. Cảm nhận tôi nghe đài từ vẫn chưa tốt lắm. Phim Lý Thấm đóng không ngược, đời không nệ luôn, lại phải tốn thêm khăn giấy rồi. Xem trailer thì thấy tràn ngập mùi ngược, nhân sắc cấp chính, kỵ xạo với màu đẹp nè, hong quá trời. Nội dung kết hợp Dân Quốc huyền huyện mới mẻ nên hóng ghê. Xem trailer cũng thấy tạo hình, kỵ xạo, màu phim rất ổn. Mong sớm gặp được Lục Sát, Thần và Vu chạy chủ. Kịch bản phim này nghe bảo khá ổn áp đấy. Không chuyện thể, kịch bản tự viết luôn, kỵ xạo tốt, tạo hình cổ trang của Lý Thấm còn hơi già tẹo, nhưng nhìn chung cũng ổn. Có thông tin cho biết, dự án Thịnh Quân sẽ được lên sóng vào tháng 9 năm nay. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.